đâu ra cái tính xem bài của người khác đấy. Ai thèm nhìn bài cậu, mắt thì cứ trố lên tận đây mà không nhìn bài. Đã bảo bỏ ra để xem bài mà. Lan, sao trong giờ kiểm tra em lại đi xem bài của bạn Trang hả? Không, em có xem bài của bạn đâu thầy. Thật toàn rồi ông giáo hả? Thầy sẽ đánh dấu bài của em. Thầy đừng mà, em có xem bài của bạn đâu. Thầy đừng đánh dấu bài của em nha. Này, cậu ăn gì mà thối thế? Thối quá. Ốc sên chết ơi, ở băng cổ. Cho em đi vệ sinh nha. Đi đi. May mà có rắm thần dưỡng đỡ cho mình một mạng cứu nguyên. Mời các em nghỉ. Yeah. Đây, đây, tạm biệt thầy. Mai gặp lại. Bye bye, bye. Đi về nhanh lên. Về nhà thôi. Về nhà thôi. Ờ, thầy chào các em nha. Cũng đến giờ rồi, mình về nhà với vợ con thôi. Ui, ui. Lan, hết giờ rồi, sao em không về đi mà còn ngồi đây hả? Ơ kìa Lan, thầy hỏi mà em không trả lời hả? Hay là có chuyện gì rồi? Lan. Hả? Ôi trời. Lan, em làm sao vậy? Ngày hôm sau. Ê, ôi, chưa đã nữa. Đi học vui ghê. Đi học vui ghê. Hey, nay Trang yêu đời thế nha. Cậu ngồi đâu? Đổi chỗ đi. Nay tớ muốn ngồi gần Lan. Vào lớp thì Lan ra ngủ. Này Lan tóc đỏ. Này, cái mồm cậu bị chó tha rồi hả? Này, tớ quét dĩ mũi lên đầu cậu. Đây, tớ chết dĩ mũi lên đầu cậu ấy mà cậu ấy không phản ứng. Hay là hôm qua cậu đắc tội với cậu ấy nên cậu ấy dỗ rồi. Này, ôi cha mẹ ơi. Có chuyện gì đây? Đừng. Lan ăn phải bã sao mặt lạ thế? Quá Trang đâu mặt nhìn ghê quá vậy? Này phải ngày Halloween đâu cậu. Thầy ơi, cứu tụi em với. Thầy ơi, mặt mạng bị làm sao vậy thầy ơi? Thầy ơi. Thầy thành giúp bi hả? Phải làm sao đây? Chạy đi. Máu đâu rồi? Máu! À, máu!
đau ở đâu? Máu, cắn, ta muốn cắn. Không được cắn máu đồng đội, mau đi thôi. Đi rồi. Gớm quá. Bây giờ ta phải nghĩ cách gì trốn ra khỏi đây để cứu mọi người. Bây giờ phải làm cách nào đây? À, mà hai cậu có sao không? Hả? Nãy không sao, không có gì. Vậy là tốt rồi. Bây giờ chúng ta phải làm cách nào để cứu mọi người thôi. Bây giờ thế này, tớ là người chạy nhanh nhất. Hai cậu ở đây, tớ đi tìm người giúp nhé. Đứng ở yên đó. Cẩn thận nha. Bye. Không biết khi nào Tuấn mới về đây. Không biết Tuấn làm gì mà lâu thế ý nhờ. Cao rồi, sắp biến đổi rồi. Coi như Yến về tìm cách. Rồi. Cẩn thận đó. Yến, cậu yên tâm, bọn tớ sẽ cứu cậu. Đây là máu của Yến, thử xem điều trị được thuốc không. Được rồi, tớ sẽ thử. Thế nào rồi Miêu? Chỉ cần một chút nữa thôi là chúng ta sẽ thành công rồi. Hai tiếng sau. Thành công rồi. Thành công rồi hả? Thành công thiệt rồi hả? Ừ, nhìn này, chúng ta cho Yến thử đi. Điều ổn không Miêu? Không chắc nữa. Bây giờ chúng ta chỉ chờ thôi, chứ không biết làm sao. Cậu trở lại bình thường chưa? Quỷ dài á, có bị làm sao đâu. Cậu trở lại chơi cho tớ. Con mũi này. Mà chuyện gì xảy ra với tớ vậy? Sao tự nhiên tớ lại bị trói? Rồi con không sao đâu, chuyện dài lắm. Giờ chúng ta phải đi giải cứu mọi người thôi. Đi. Đi. 3 hours later. Thầy đại diện cho nhà trường có một phần quà dinh danh cho hai em. Wow. Chúc mừng, chúc mừng. Các cậu rất xinh đáng. Dạ, không có gì đâu ạ. Chuyện này bọn em nên làm thôi ạ. Đây là hai tấm gương sáng, lớp chúng ta phải noi theo. Yeah. Thầy thật là tuyệt vời. Đúng rồi, đúng rồi. Sau cuộc vui này á, thầy cho cả lớp đi du lịch. Nè, cả cặp tới đây. Đáng đừng. Không sao đâu hả? Sao các cậu làm vậy với tớ? Tớ thích thì tớ làm thôi. À mà, đây là cặp của ai nhỉ? Cặp của tớ, trả tới đây. Trả cho tớ đây. Trả này. Trả tớ đây. Ra đây mà lấy trả này. Trả cặp tớ đây. Trả. Qua đi, qua đi. Các cậu, sao lại làm vậy với Hiếu? Thì làm sao, đưa cái cặp đi. Các cậu, quá đáng thật đó. Đây, tớ biết thầy không? Đừng có lo chuyện bao đầu. Gọi ra lên. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi. Gọi thầy đi. Thầy ơi. Tôi giỡn mặt. Mày đùa. Chạy đâu rồi? Nhanh lên. Đáng ghét. Giữa mặt về lớp thôi. Đi. Lớp, tập trung chú ý cho thầy nha. Này, giờ nhìn thằng này á, thở thôi cũng thấy ghét. Các đúng cậu, rồi đó. Để tớ. Tìm ở đâu ra đấy? Nhìn kinh tế được. Cạo tay, cạo tay. Đây. Vậy dạ sao chúng cho làm bài đi. Thấy sự lợi hại của tớ được chưa? Quả này cho cắn lỡ loét luôn. Nani các cậu nhìn cái gì, học đi. Ba cậu được lắm. Tớ cảm ơn nha cậu, lần sau cũng khỏe mạnh lên đi, đừng để riết họ vậy. Tuấn, cậu sao vậy? Tuấn ơi.
Cậu sao vậy? Cậu sao vậy? Không được rồi. Nè Tuấn, có khỏe hôm qua chưa? Tới khỏe rồi. Ừ, vậy là tốt rồi, làm tới cứ lo mãi. Tụi mình đi học thôi, đi học thôi Hiếu, đi cậu. Chạy ra bất thắng. What? Anh, đúng là một người có công lực thật là tốt. Hiếu, cậu nhớ đi, để có gì hả? Cậu nhớ phải đến trường đó. Sức mạnh này, chẳng lẽ từ con nhện đó? Mình đã có sức mạnh của người nhện rồi sao? Có tên là thật nè. Nhìn tay tớ lung linh lung linh chưa? Tớ mua cho các cậu nè. Sữa gì đây? Bọn tớ uống sữa này đâu mà mua hả? Nhưng đi mà... ra mua sữa khác đi. Có ba đứa mua một hộp. Nhưng cái con khỉ ấy. Nhưng mà tớ hết tiền rồi. Cậu mà muốn uống sữa khác á thì cậu đưa tiền đây. Ấy da, nó bật lại tụi mình đây. Sợ quá, sợ quá, quá nha. Cậu dám bật lại tớ sao? Nè các cậu, đi tới lại. Nè, cậu làm gì vậy hả? Cậu tránh ra. Đúng rồi, ta đã đi rồi. Bao động. Các cậu dừng tay lại. Có tình tới bé thầy không? Mất đi, mất đi, mất đi. Ờ, các em mới dừng tay lại ngay. Dừng lại. Tay ạ, tay ạ. Tại sao các em lại đánh nhau trong lớp hả? Bọn em có đánh đâu, bọn em chỉ trêu đùa với nhau một tiếng thôi thầy ạ. Thầy ơi, thầy. Ơ thầy. Cứ quên đi ạ. Thưa thầy, các bạn bắt nạt bạn Hiếu ạ. Bắt bạn Hiếu đi mua sữa cho mình. Hiếu, chỉ có như vậy hay không? Dạ, không phải đâu thầy ạ. Hiếu, sao cậu dám nói? Được, em lừa dối thầy à? Không thầy. Bạn em nói dối đó thầy ạ. Điều đó thầy, bọn em thương nhau còn trả hết. Có đánh đập đúng gì rồi. Đâu. Bạn Tuấn đổ điều cho bọn em thầy các ạ. Cậu, các cậu được lắm. Thưa thầy, em có bằng chứng. Bằng chứng? À, chàng Lan Yến. Ôi trời dạ, em đây. Ba cô, đi dọn vệ sinh cho tôi. Mệt mỏi. Nói nhiều lại phải đi dọn vệ sinh. Mày bày trò mày không nghĩ cách đi. Làm tao phải dọn vệ sinh cùng mày. Được rồi, chuyện này cứ để tới lo. Cậu định làm gì? Đừng nói, trả thù tớ lúc sáng đó nha. Ây da, thằng cu này thông minh phết đấy. Chuẩn hôm rồi nay, đấy. Tớ sẽ cho cậu một bài học. Nè, hello anh trai. Nè, cảnh gì? Lan, cậu định làm gì? Chúng mày, dạy cho cậu ấy một bài học. Dạy bài học? Tội đâu. Đúng rồi. Chiến chịu. Đúng. Nhà mình là công an mật, chứ có phải công an truyền thông đâu. Dầu lo được. Ok. Ok. Hả? Cái thằng mộc cánh à? Gì vậy? Hả? Hả? Spider đi Finn. Linh đỏ. Linh Linh. Hả? Lên. Ok. Hả? Trời ơi. Mà sám hối đi. Đi, cậu đi đâu đấy? Định để bọn tớ như thế à? Nhìn con bé kia đáng yêu không kìa. Béo ơi, gọi ai là béo thế? Không biết con nhà ai mà xinh thế nhỉ? Chán quá. Này, chơi không? Hả? Chơi gì? Chơi gì đấy? Kéo, búa, bao. Ờ, hợp lý nhỉ? Ôi trời, đúng trò tủ rồi. Ai thua lại chơi cái gì, chơi sợ gì? Kéo, búa, bao. Chúng mày bàn với nhau sẵn rồi à.
nhiều. Tiếp chiêu. Tiếp đi. Dạ. Tiếp tục đi. Dạ. Tới lượt tớ. Dạ. Nhóm hội đồng bà. Chơi lại. Chơi lại đi. Chơi thì chơi. Sợ gì? Ok luôn. Nhưng mà từ từ. Miu, bạn ra đây gia nhập đúng cùng tụi đấy. Mình ra chơi với tụi mình. Thôi, tớ không chơi đâu. Tớ còn đang bận ôn bài. Các cậu cứ chơi đi. Miu không chơi thì thôi. Tụi mình chơi. Hai, ba. Chúng mày gài tao à? Sao một mình tao ra kiếm thế? Lừa đâu mà lừa. Thắng bại tài kỹ năng. Đưa vũ khí đây. Chơi được nữa không cậu? Liêu liêu. Sao lắm sao thế nhỉ? Mấy đứa chơi lại. Một, hai, ba. Chết này, chết này, chết này. Thôi rồi lượm ơi. Toan rồi ông giáo ạ. Cuộc sống này quá buồn chi. Quả đầu mình lại chênh vênh nhiều sao rồi. Bọn này có chơi có chịu. Quánh đi. Cái này á không đủ đồ với bà. Cái này mới đủ. Cái gì vậy bà nội? Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Hả? Mấy đứa chết với bà. Dạ. Ôi, em quỳ cuồng. À mà thôi, trên này là hành tinh nào đây nhỉ? Thôi được rồi, chơi lại. Chịu các thí chủ luôn. Một, hai, ba. Thôi xong rồi, quả này lại dở đầu chấm cơm rồi. Các con của ta. Này thiệt, này thiệt. Cái này đánh luôn đi, đừng có dứt. Ôi, ôi. Hãy tiếp chiêu của bà. Mùa xuân năm nay đẹp quá. Này, em nào ném đấy hả? Đúng là giặt dời gọi bằng cụ. Lên đây. Đâu. Em xin lỗi thầy ơi. Em có biết là em làm như vậy là giảm tuổi thọ của tôi không hả? Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Thầy tha cho em thầy nhé. Thôi được rồi. Em về chỗ đi. Thầy đúng là thiên cha ông mặt trời. Này, thông báo với cả lớp, từ giờ tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp này. Thầy đẹp trai thế. Thầy dậy đi, bắt đầu dậy đi thầy. Em không trêu ai đâu. Cứ đợi đấy. Lũ chuột. Một, hai, ba, bốn. Để xem mấy đứa còn dám nhờn với chị không. Bật chị chỉ có đường chết thôi. Vì một body đẹp. Cố gắng lên. Vì một body đẹp. Trời chết này. Trời đáng trời. Yến, sao cậu dám? Bớt nóng bớt nóng. Có chai nước ngọt vừa mua xong. Uống đi cho hảo quả. Để lắm đây nha. Nước gì mà mặn thế này? Nước pha với mắm tôm đấy. Đưa đi. Con được lắm, nhớ mặt tới đây. Này, cậu chỉ tới xem bài này như thế nào đi. Đây nhé, cậu lấy bình phương của cái này cộng với đáp số ở phần trên rồi chia cho hiểu. Thế là ra rồi. Đòi học nhóm á. Cái gì vậy? Giấy giác đấy, thầy không dạy à? Cậu làm hỏng hết sách vở của bọn tớ rồi. Đúng rồi đấy, tới cậu thật quá đáng. Có được không? Đáng nhiều quá. Cậu tao cắn bọn này nhé. Này, bỏ ra. Đừng lại gần mình. Các bạn nó thích cậu này, cho nó hôn một cái. Đừng lại gần đi. Leo leo. Cậu. Tăng 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 tăng. Năm nay chúng ta sẽ là Kim và Queen nhé. Ta sẽ là Queen đẹp nhất. Chúng ta sẽ là Kim và Queen đẹp nhất bạn nhỉ. Cậu sẽ là hoàng tử đẹp nhất đấy. Sao bạn ơi,
Từ đã ngứa quá, ngứa quá. Ngứa thật đấy, ngứa thật đấy. Thôi thì mình đi nhẹ đi. Bạn ơi, cái gì trong người tôi ấy? Ngứa quá. Cậu ở bẩn thì ngứa là đúng rồi. Đồ bẩn. Nào xoay, 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 xoay. Ôi trời ơi, đau đầu chóng mặt buồn nôn quá. Leo leo leo. Yến, Yến, cậu nhớ mặt tôi đây. Em xinh, em xinh, em xinh đẹp và lung linh. Thầy ơi, thầy ơi, em có chuyện muốn nói. Thầy ơi, cứu em với. Lần này thì anh giữ thua em đó. Này, mấy em có chuyện gì thế? Sao không ở bên lớp đi mà chạy sang đây làm thầy gì? Thầy ơi, bạn Yến. Ơ sao, cậu cũng Yến à? Yến á? Bọn em cũng mắc bọn tại bạn cũng Yến. Thấy à? Ờ, thế à, rốt cuộc là bọn em có vấn đề gì? Bọn em bị bạn Yến cứ quạnh quẹ trêu chọc, không cho đúng bọn em học à? Thầy ạ? À? Là cậu phá không cho bọn em học bài nữa à? Thầy phải phán xử cho bọn thầy em với ạ? Thông tin của các em. Vâng ạ. Các em cứ về đi rồi thầy sẽ xử lý cho. Dạ, thế bọn em về chào học thầy. Bài đi. Em về học bài đây thầy ạ. À? Thầy nhớ đấy ạ. À? Thôi đi về lớp đi. Chúng nó về hết rồi. Lần này thì anh chịu thua em rồi. Yeah, yeah. Tí nữa lên lớp phải cho các em làm bài kiểm tra mới được. Kiểm tra. Xong rồi, xuống gặp lại hiệu trưởng phát. Đúng bài kiểm tra này mà giấu vào ba lô chúng nó thì chắc là sẽ có trò vui lắm đây. Yeah, vào là vào lớp thôi. Vào lớp thôi. Cả lớp chuẩn bị giấy bút để làm bài kiểm tra nhé. Các em tập trung làm bài nhé. Vâng ạ. Vâng ạ. Bài kiểm tra không biết có cho khó đấy. Không bạn nhỉ? Chúng mày chết tôi rồi. Lại kiểm tra suốt không ngày biết kiểm bài tra. Kiểm tra có khó không nhỉ? Khó thì cũng không quan tâm. Đây có làm được đâu mà khó chứ dễ. Các em, cho thầy hỏi. Sáng nay thầy để đống đề kiểm tra ở đây, em nào có sợ đến không? Dạ có em. Không cần em à? Không cần thầy ạ. Thầy thử hỏi các bạn xem. Cho lấy đâu mà sợ luôn. Ôi giời, có bao giờ học bài luôn. Đâu mà lấy đề của thầy làm gì? Thầy rất là ghét cái tính ăn trộm. Ai mà có tính tới mấy là đừng có trách đấy. Bạn Trang, em cầm cái gì kia? Ờ, cái gì đây nhỉ? Đây chẳng phải là đề kiểm tra của thầy sao? Ồ, thưa thầy, là em có lấy em. Đâu ạ? À? Sao lại có đề kiểm tra ở đây? Sao lại có chuyện này? Sao lại có đề kiểm tra trong cặp mình? Là thế nào thế bạn ơi? Cậu cũng có à? Tôi cũng có. Có mỗi mình em không có thầy ạ. Em chẳng bao giờ thấy mấy trang dối gì cả thầy ạ. Thầy ơi, không phải em làm không đâu ạ. Em, thầy phải tin em ạ. Đất tư, tôi không ngờ các anh các chị lại làm như vậy đấy. Tất cả mọi người, đừng ai giống như bạn Yến. Đúng rồi đấy, các bạn là phải giống như em. Nhưng mà thầy bỏ chữ đừng đi nhé. Nghe nó cứ sao sao. Không phải tại em. Hả? Chứ không phải tại em mà. Quá ra là tại bạn Yến. Thầy không ngờ em lại là một con người như vậy đấy. Ui, nhìn cái mặt sáng sủa mà có đến nỗi nào đâu các bạn nhỉ. Đúng rồi bạn đấy. Có tính sao trộm Yến lại có thể đổ lỗi cho bọn tớ như thế được nhỉ? Cậu đúng là được. Bạn bè với nhau mà lại làm như thế đấy. Bạn bè với nhau bao nhiêu lâu quá mà cậu lại hãm hại bọn tớ như thế à? Sao cậu lại làm như thế với chúng tớ? Thôi, không phải nhiều lời nữa. Ngày mai em Yến mời phụ huynh lên trường gặp tôi. Đúng rồi đấy. Từ giờ mọi người đừng chơi với Yến nữa nhé. Không chơi với bạn Yến đúng nữa. Rồi đấy. Thôi mọi người về chỗ đi mọi người. Bạn ra chỗ khác ngồi đi. Tôi không muốn ngồi gần bạn nữa đâu. Bạn đi xuống dưới ngồi đi. Biết thế không làm như thế nữa. Hôm nay trời đẹp thật đấy. Này anh định làm gì hả? Tôi hát lên không? Cô em có hát cũng không ai nghe thấy đâu. Mau lấy tiền ra đây. Nhanh lên. Tôi làm gì có tiền chứ.
không có tiền á. Anh nên làm gì? Không có tiền thì trả bà nhan sắc nha. Tấm, cậu có sao đó không? Không sao. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Không có gì đâu. Nhưng mà sau ngày hôm nay chúng ta làm bạn thân được không? Sao búp bê hôm nay tốt thế nhỉ? Được. Bây giờ chúng ta sẽ là chị em tốt, có phúc cùng hưởng, có quà cùng chịu. Đi học thôi. Cái này tới một bên được bài đấy. Đắng đắng cho. Khiếp, hôm nay hai người lại thân nhau thế. Bình thường thì như chó mè mà nay thân thế nhỉ. Đúng rồi đấy. Giờ á, chị với búp bê là bạn thân rồi. Em mà bắt nạt bạn ấy thì chị oánh đó. Oánh á? Sợ quá, sợ quá. Cả lớp trợ tự. Thầy xin thông báo với tất cả các em, trường mình sắp có cuộc thi hoa khôi. Bạn nào xung phong đi nha. Em sẽ thi hoa khôi. Ở cái lớp này không ai đủ tiêu chuẩn như em đâu. Tấm này, cậu đẹp hơn cả mà. Đi thi hoa khôi chắc chắn giành giải nhất. Nhưng mà tớ tự tin lên chứ. Thầy ơi, em cũng thi. Hả? Tấm thi thắng chắc dạ, em cũng muốn tham gia. Tấm với Cám đều tham gia. Để công bằng, thầy sẽ ra một đề thi. Ai thắng sẽ là người đi thi. Đề thi gì à? Đề thi đơn giản thôi. Các em về nhà sử dụng những đồ tái chế, tạo chiếc váy thật là lộng lẫy, rồi đem tới đây thầy sẽ chấm điểm. Thật vậy sao? Không biết là chúng ta nên tái chế bằng nguyên liệu gì giờ. À, Tấm, hay là chúng mình làm bằng giấy đi. Bằng giấy á? Được, ý kiến rất hay. Đúng là một người bạn tốt chí cốt của tớ. Chúng ta cùng về làm thôi Tấm ơi. Chả phải làm gì cho mất công. Chiếc hoa khô này chỉ thu về Cám thôi. Hai chị em nhà này cứ như chó với mèo vậy, không hiểu cái gì hết. Chẳng có chị em gì cả. Chịu thật rồi. Thôi chúng ta đi. Bây giờ mình sẽ làm một chiếc váy bằng giấy thật đẹp và lộng lẫy. Cậu giúp mình nha. Tất nhiên rồi. Rồi, để tớ ướm lên người cậu xem thế nào nha. Nhìn thôi đã thấy thích rồi. Chắc chắn chúng ta sẽ đoạt giải nhất cho mà xem. Vừa rồi đấy. Cám, em nhìn cái gì vậy? Thèm vào. Kệ cậu ấy đi, chúng ta làm tiếp. Cám, hai cái đứa kìa, cắt xong bậy bừa ra. Nhớ dọn nghe chưa? Tí mẹ già mà thấy chưa dọn thì mấy đứa cứ liều hồn đó. Vâng ạ. Làm thế nào bây giờ? Bạn gắn vào đây cho tôi đi. Tôi gắn nha. Chắc là phải đẹp lắm đó bạn ơi. Cái này nữa bạn. Cái này xanh xanh cho vào đầu này. Cho vào đầu này. Nào bạn ngồi im để tới cố định nha. Khung hình này. Đẹp lắm bạn ơi. Bạn ngồi im để tới choàng cho bạn cái này. Chứ như nữ. Cái thằng ngu kia. Mày bịt thế này để nó chết à? Chết hả? Ôi bạn ơi, chạm chút là tèo rồi đấy. Hai thằng đầu to, ống như quả nho. Tao mà thua quá, tao gọi mẹ tao, bổ đầu chúng mày. Thằng này, cầm túi đen cho tao. Thằng này, cầm cái áo vàng lên, ướm vào người. Rồi, cầm cái áo đỏ này, ướm lên trên ngực. Cái này để trên đầu. Để tôi dán cho. Này cá, cậu cắt thế này là cắt kiểu gì vậy? Tớ thấy sai sai sao á. Cậu thì biết cái gì mà fashionista. Đó, nhà thiết kế mòn thì cám. Nói linh tinh á. Đưa ghế khác nữa đi. Là họa mi ngừng hóa luôn đó. Biết chưa vậy? Ôi vui quá. Cậu có tin tớ làm răng cậu thụt vào trong luôn không? Lằng nhằng lớn ngớ không ra mà làm đi. Còn đứng đấy nghịch à. Làm nhanh lên đi. Dừng. Nhìn ngứa cả mắt. Wow, đẹp quá. May mà có cậu, không là tớ không chắc làm một mình được đâu. Giữ ý cậu chưa? Tuy giờ lắm luôn, giờ chúng ta cố định lại thôi. Đây. Dán ở đây nè.
Nhiều lớp thôi Tâm ơi. Hôm nay hai đứa mình á đến lớp sớm nhất luôn á. Mà Tâm, cậu làm xong chưa? Mau đem tới xem. Đây nè, tớ làm xong rồi. Mau mau mau. Sao váy của cậu lại giò nát thế này? Váy của tớ sao ai cắt thế này? Sao lại như vậy chứ? Tớ không biết. Hôm qua tớ đút vào cặp thấy vẫn còn nguyên mà. À, hay là hôm qua lúc mình làm thì tớ thấy cám lấp ló ở ngoài cửa. Chẳng lẽ là cám làm? Cám đến lớp rồi. Này cám, cám, hôm qua có phải em vào phòng chị cắt váy của chị không? Hả? Lại váy sao? Váy của chị bị rách á. Này, váy chị bị rách đừng có đổ cho em. Đằng này chơi hơi bị xanh chín đấy. Thôi nè, sáng trước mặt luôn nè, không bao giờ phải sau lưng. Cám này, cậu làm thì cậu nhận đi. Sao phải như thế? Này, không phải việc của cậu thì cậu đừng có xí mũi vào, hiểu chưa? Thầy em làm gì vậy? Các em đã làm xong váy của mình chưa? Bạn Cám, bạn Tắm đã làm xong váy của mình chưa? Em xong rồi. Thầy xem có đẹp không ạ? Đâu, thầy kiểm tra. Còn Tắm? Dạ, em chưa ạ. Sao lại chưa? Thầy đã cho em một tuần rồi cơ mà. Còn em Cám, váy của em đâu? Váy của em đây. Thầy cứ yên tâm, em uy tín mà. Em sẽ làm rạng nha. Hả? Cái váy của em sao lại rách quá thế này? Hả? Ôi trời ơi, sao lại như thế chứ? Thầy kỳ vọng vào hai em rất nhiều và hai em làm thầy thất vọng quá. Chị Tâm, nhà có hai người, có phải chị làm không? Thôi, hai cậu đừng có đánh nhau nữa. Đừng mà, dừng lại đi. Đúng rồi. Ôi trời ơi. Này, các em có dừng lại hay không vậy? Loạn hết cả lên rồi. Đừng có đánh nhau nữa mà. Đừng có nhau ra đi. Em đâu? Em xin dừng lại đi mà. Dừng lại đi. Dừng lại đi. Xé váy của em đúng không? Đừng có đánh nhau nữa. Buông ra đi. Ôi trời ơi, lớn này loạn rồi. Gọi cho mẹ thôi. Alo, bà tới ngay giải quyết đi. Con bà loạn hết rồi. Này, bà dạy con kiểu gì mà để các em phá hoại lớp thành ra thế này? Con bà học đâu cái tính côn đồ gây mất trật tự trong lớp vậy? Tôi không chấp nhận được đâu. Thế ở lớp bọn nó làm gì mà đánh nhau thế thầy? Bà đi hỏi con bà. Là do em Cám á. Chị Tấm xé váy của con. Cám xé váy của con á. Trật tự váy á là do cái váy đúng không? Là do chị Tấm. Là cái do mẹ Cám đó. Chắc chắn là vậy. Hai đứa tin mẹ tát cho mỗi đứa một cái không hả? Cắn trời nhỏ rất là nhức đầu nhé. Thầy ạ, chuyện gì khó chứ, nhà con lắp camera đây nhà. Muốn gì thì cứ check thôi. Bà xem đi. Nhà có camera sao? Đấy, bà xem mà giải quyết đi. Đây thầy. Cắn váy hả? Tôi ghét các cậu. Các cậu xứng đáng bị như vậy mà. Hả? Bà tự giải quyết đi. Không biết là ai vậy? Sao con lâu tò mò thiệt đó. Búp bê, tại sao cậu lại làm như vậy? Rõ ràng chúng ta là chị em tốt, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu cơ mà. Cậu làm sao mà hiểu được cảm giác của tớ chứ? Cậu luôn được mọi người yêu thương, quan tâm. Còn tớ thì sao? Cậu luôn là người học giỏi nhất lớp. Tớ ghen tị với cậu. Ảo thật đấy. Ảo thật. Ghen tị xoài đừng để xoài chua. Chọn bạn đừng để bạn cua. À nhầm, đừng để bạn chơi lại mình. Ui giời, chị em kìa khé nha. Đừng có chơi các với loại người nói như vậy. Vậy Tấm, cậu đừng buồn nữa. Lần sau rút kinh nghiệm làm lại được. À ngã đâu, tính mình tìm bạn cái đôi ở đây. Đúng là con gái mẹ. Mẹ cứ về đi. Để búp bê tôi dạy lại cho. Được tan rồi, thôi. Hơi bị mất thời gian làm của tôi nhé. Làm phiền bà rồi. Nhà bao bà giờ cẩn thận nha. Giờ thì tan học, thầy mời các em đi về. Con gái yêu ơi. À, mẹ, con là đang dậy ngủ đấy. Mẹ chui vào đây làm gì? Cám.
Con gái con đứa, mặt trời mọc đến đỉnh mông rồi mà còn chưa chịu dậy. Mà còn chưa nói đến nữa, con nhìn cái phòng của con đi, có khác gì cái ổ lợn không hả? Nhưng mà bà con nhé, con học đâu cái thói bác ăn ngoài kia ba ngày còn không tìm rửa. Bóc mè mọc lên đây rồi, vậy à, mẹ để ra con thì mẹ phải chăm con chứ. Bây giờ con mỏi lắm rồi, con buồn ngủ lắm rồi. Mẹ đi ra để con ngủ. Các con đi đâu đấy, con đang ngủ mà. Con nhìn cái đống bát mà con để lại đi con. Móc mèo xanh đỏ tím vàng rồi đấy nè. Sao lại nhiều như thế này nè? Đấy đấy, bát của con ăn đấy, rửa hết đi. Khi nào làm xong thì mới thích làm gì thì làm con nhé. Mày chẳng lo cho con mà bắt rửa bát như thế này. Ôi trời ơi, rửa với chẳng bát, đang ngủ. Nhanh nhanh cậu đi ngủ tiếp. Ôi chết. Cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy? Thôi chết rồi. Con cám, con cám. Úi giời ơi, cám, cám. Cám, mày làm cái gì thế hả con? Trời ơi, bác đuổi bổ cám của tôi. Còn đứng đây nữa hả? Cám, đứng ra đây coi. Còn với chẳng cám. Làm như thế này thì hỏng hết rồi chứ còn gì nữa. Hỏng thì mua cái khác, cho mẹ cứ lo thế nhỉ. Mẹ cần mua cái rổ sai chẳng vừa với cái rổ ấp bát gì cả. Dứt bớt đi cho nó đỡ bẩn nè. Cám, quýt ra khỏi nhà ta. Ờ, cái gì đấy? Sao mẹ lại giúp đồ của con đi? Con cái mất nết, mày đi luôn đi. Đừng có về cái nhà này nữa. Dư già dư dẫn, giỏi cãi cho mày. Mẹ nhớ mà con đi. Bao giờ có nhớ thì đừng có gọi con về đi nhé. Con đi đây. Mẹ với chẳng con lỡ lòng nào lại đuổi mình ra ngoài đường cơ chứ. Đi đâu mà bị to bị nhỏ như thế này? Ê, hay là bị mẹ ghẻ đuổi ra khỏi nhà đúng không? Chắc chắn là như thế rồi. Em mà ở nhà anh á, anh đuổi em từ mùa quýt năm ngoái rồi, chứ không phải để đến bây giờ đâu. Sao anh chị nói em thế? Anh chị phải thương em chứ. Anh chị phải đùm em chứ, sao lại sỉ nhục em? Em lười như hủi ấy thì ai mà đùm được em, nàng nhỉ? Thôi, cố gắng ra đường làm ăn lập nghiệp cho mẹ hãnh diện. Đúng rồi, bây giờ mình đủ tuổi rồi thì phải tự lập, tự sống mới chứ lại. Ai mà cứ nương tựa vào mẹ mãi được. Em định ở với mẹ cả đời à? Thôi đi nè, mình quay đường đây. Anh Hoàng chị Tấm, cậy làm vua mà bắt nạt em nhé. Em mà làm hoàng thượng thì chết với em. Hoàng thượng, sắp đến giờ chầu rồi đấy. Sao ngài còn nằm đây? Muộn lắm rồi. Hoàng thượng gì? Hôm nay mẹ ăn nhiều quá bị ngẩn ngơ à? Mẹ thật là. Ngài mới bị ngơ ngơ mới đúng hơn đấy. Sao mình lại mặc long bào? Đi, chạy đi, các quan đang đợi đấy. Ô, thấy chưa mình làm vua à? Thấy chưa mình làm vua à? Ô, thế bây giờ mình làm vua, mình phải trả thù anh Hoàng với chị Tấm mới được. Mẹ. Dạ, hoàng thượng gọi em. Đưa chậm đến chỗ hoàng và Tấm để bổn cung thẩm. Đi luôn. Tấm ơi, nàng cố gắng làm việc rồi người ta trả lương cho. Có tiền chúng ta sẽ đi sắm Tết. Cố lên, anh Hoàng cũng phải cẩn thận nha. Không là gãy một bông hoa của nhà người ta là mình không có tiền để đền đâu. Ta biết rồi, mình cùng cố gắng nàng nhé. Úi, thôi chết rồi nàng ơi. Ta nhỡ tay. Anh Hoàng, anh làm cái gì vậy? Thôi xong rồi. Ta không có ý. Để ta thủ tiêu, thủ tiêu. Này chứ. Ai cho nhà ngươi gặt qua nhà ta? Thôi xong rồi. Quả này bà mẹ ghẻ kiểu gì cũng hét toáng lên cho mà xem. Bẩm hoàng thượng, hai người này dám hái bông hoa yêu thích nhất của ngài. Ngài định xử thế nào? Bông hoa yêu thích nhất của ta? À, đúng rồi, đúng rồi. Này. Dạ, dạ, bọn tôi xin lỗi, bọn tôi có mắt như mù à. Bọn tôi đáng tội, mong ngài thay cho tội chết à. Nhà ngươi xin nhưng ta chưa cho, quỳ xuống. Quỳ đi nàng. Này, 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 cầm pha xuống. Muốn tha cũng dễ thôi. Ăn hết bông hoa đấy cho ta, rồi ta tha cho. Ăn hết bông hoa này ấy à? Nhưng mà Tấm ơi, vợ chồng mình mới tưới phân hôm qua. Thế nhà ngươi có ăn không? Dạ, dạ, bọn con ăn à. Không ăn cái bông hoa này á, ta
ta đến ta xiết nhà các ngươi luôn, cho các ngươi ra ở rừng ở trú đấy. Chàng, cô nuốt vào, không vô sự chết mất. Chàng ơi, cuối cùng cũng đã trả thù được. Cố lên, nuốt đi chàng ơi. Dạ thưa vua, con ăn hết rồi ạ. Thôi được rồi, thấy rồi. Dạ dân, thế bọn con xin phép ạ. Dừng lại, quỳ xuống bổn công bảo. Dạ. Ngươi thì ăn hết thật rồi đấy, nhưng con này thì ta chưa nhìn thấy nó ăn. Bây giờ ngươi phải nhè ra rồi chia đôi. Lên vua đã ban, không làm xử trảm luôn đấy. Làm đi. Dạ, nhưng mà bây giờ con lấy đồ ra qua nữa ạ. Thì nôn ra, rồi lại ăn đi. Ngu thế. Dốt, đúng là không có học thức. Lời vua nói chí phải ạ. Nhưng mà... Dạ. Úi giời ơi, để ta ra tay cho. Nôn ra này, nôn ra này. Hoàng thượng, xin hoàng thượng nhẹ tay ạ. Tha cho chồng con. Mẹ, mẹ giúp con với. Ngày xưa mẹ bảo lấy thằng nào giàu giàu thì không lấy, cứ thích đâm đầu vào cái thằng cố rách áo ôm này. Giờ kêu ai mẹ chịu. Nôn ra, nôn ra. Xin hoàng thượng nhẹ tay. Được rồi đấy, nhặt lên ăn đi con. Lên vua đã ban, làm. Dạ, dạ, dạ dân ạ. Nào, từ từ. Được rồi đấy, hai người chia đôi ra mà ăn. Lẹ lên, ăn đi. Dạ, dạ. Dạ. Nhanh lên. Dạ dân. Thôi đến giờ lên triều rồi hoàng thượng ạ. Thôi ta tha cho đấy. Tha cho đấy nhé. Đi thôi. Chàng, chàng có sao? Anh không sao, thôi mình đi về thôi. Đi. Đứng lại. Dạ hoàng thượng ạ, quỳ xuống. Thấy người quên cái gì ạ? Vua đi đâu mà lại qua nhà thần thế này? Thần nhớ là ngày hôm qua thần đóng thuế rồi mà. Đóng rồi cái gì? Mỗi năm đóng 3 lần. Nhà ngươi quên à? Sao lại thế ạ? Thần nhớ là một năm chỉ đóng có một lần thôi mà. Sang năm 2024 rồi, mỗi năm một luật khác. Năm nay luật mộng thì cám đề ra, một năm phải đóng thuế 10 lần. Mà không nghe á thì ta không muốn thì bước ra khỏi cái nước này. Dạ dân ạ. Nhanh lên. Dạ của người đây ạ. Mùi tiền lúc nào cũng là thơm hết. Chẳng thơm quá đi chứ nhỉ. Không biết là vua hay là cướp nữa. Buộc chặt vào bạn ơi. Không tối nay mưa bão là nó đổ đấy. Mưa bão á, thế buộc phải thật chặt mới được. Vua vua. Ui em chào vua à. Hai cái tên nông dân kia, gặp vua mà các người không quỳ à? Có thích xử trảm không hả? Dạ dạ, bọn em không biết à. Hoàng thượng Cát Tường. Tốt, ta cho cái vỏ bim. À rằng thì làm mà thuế nhỉ. Hả? Bọn em vừa đóng thuế hôm qua xong mà, sao giờ lại phải đóng thuế tiếp ạ? Không nói nhiều. Một là đóng, hai là chiếm. Hả? Thế các ngươi chọn thế nào? Dạ dân, bọn em đóng ạ. Dạ đây ạ, của em với bạn em ạ. Thôi được rồi, tạm ổn. Tạm ổn. Nhớ là ngày mai đóng tiếp đấy, đóng gấp đôi. Ngày nào cũng phải đóng. Ngày kia phải đóng gấp 3 nghe chưa? Hồi cung. Ngày nào cũng phải đóng á. Thế thì có đi làm cả năm cũng không đủ để đóng thuế. Thật là quá đáng mà. Đi về thôi. Vua ơi vua, năm nay mà cứ áp dụng cái luật này thì chúng ta giàu to đấy. Có tin này mà đã phấn khởi rồi. Nhiều mà. Cái này ta có thể kiếm được 100, 1 triệu, mà thậm chí là 1 tỷ cục như thế này nữa biết chưa. 1 triệu á? Thế ngài định làm như thế nào ạ? Nhìn cho kỹ vào. Ngươi chắc chưa? Chắc như định đóng cột. Ngươi đâu? Vàng ơi là ngài vàng. Ngài bán vương quốc này thật sao? Mấy cái thau đất đấy, làm sao bằng mấy thớ vàng? Vậy thì giờ ký tên đi. Ừ.
cùng thì vương quốc này cũng là của ta. Đi thôi. Ta xin nhắc. Tưởng lấy vàng của ta là dễ sao? Dính đó. Rõ thưa chủ nhân. Ôi vàng của ta, chưa bao giờ mà được cầm nhiều vàng như thế này. Hoàng thượng, hoàng thượng, bán vương quốc rồi thì mình ở đâu? Đúng là cái đầu chỉ để chưng, cái mộp chỉ để ăn, không có đầu óc tư duy cái gì cả. Đừng có dạy người giàu cách tiêu tiền biết chưa. Cái chỗ này mình sẽ đi giàu quanh thế giới. Ra nước ngoài ở chứ, ở gì cái đất hèn mọn này. Ngài nói đúng, ra nước ngoài có phải sung sướng hơn không? Đúng rồi. Đỡ phải khóc buộc ai cho đi mà đi. Này, người biết ta là ai không? Biết là ai không? Là ai hả? Giờ ta là vua, nhà ngươi phải nộp thuế cho ta, nhanh lên. Này, này này này, đừng có mà lật lộn nghe chưa. Đừng lật lộn á. Bọn ta không có đóng. Giờ thế nào nhỉ? Đóng hay không? Đóng thì đóng sợ gì? Bỏ cái tay ra, bỏ ra. Thế thuế bằng bao nhiêu? Tất cả số vàng đang có. Cái gì? Giết người à? Nhà người giết người à? Em đóng, em đóng, em đóng. Em đóng, thôi đóng đi. Không nói cho phơi xác đấy bây giờ. Vậy em, ai cho phép ngươi động vào hoàng tượng của ta? Dạ em đóng. Nhanh lên. Chạy. Ui 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 ui. Này đứng lại, định chạy đi đâu? Thôi chết rồi, đi hội đồng rồi. Hoàng thượng hết thời rồi sao? Trả hết thuế cho bọn tôi đây. Nhanh lên, trả đi. Các ngươi làm loạn hết ở đây à? Đúng rồi đấy, hết thời cái gì? Các ngươi mà đòi lại tiền á? Ngươi không thấy ta đang mặc lông bào như thế này à? Ta sai lính chém hết các ngươi. Ngươi quên là đã bán nước cho ta rồi sao? Thì làm gì có tư cách chém đầu người khác? Vàng của ta, ta không đưa cho ai hết. Ngươi không được động vào vua. Trả đảo, trả đảo. Trả tiền cho dân đi. Trả tiền cho chúng tôi đi. Trả tiền đi. Ôi, vua ơi, vua ơi. Vua trả cho tụi nó đi. Không chúng nó đánh chết bây giờ. Không trả. Tất cả số vàng này là của ta. Số vàng này là của ta. Trả đảo, trả đảo. Mọi người, lên. Lên. Trả đảo, trả đảo, trả đảo, trả đảo. Vua ơi, vua, trả vàng cho họ đi. Ta không trả. Dậy đi! Dậy đi! Cái gì đó? Mọi người đi hết rồi à? Dậy! Đi đâu? Làm gì có ai? Mà ở nhà ngủ chưa chán hay sao? Mà ra đây cũng ngủ! Quá trà! Mình nằm mơ à các bạn? Ngứa quá! Trời ơi! Sáng sớm ngày ra chưa kịp rửa mặt rửa mũi. Mày gọi mẹ con tao sang đây làm gì? Chắc là nó... Nào! Hai mẹ con trật tự! Ta có một việc rất là quan trọng muốn nói. Hôm nay em trai ta từ nước ngoài về, ta nhờ hai mẹ con phải tiếp đón thật là long trọng đấy. Em trai mày chứ phải em trai tao đâu. Đón đúng không? Đúng nhờ. Thời gian đó mẹ con tao ở nhà ngủ khò khò thích hơn. Hai mẹ con không phải nói nhiều nữa, cứ thế mà làm. Nô, mở cuộc họp gấp. Rõ. Không biết bao giờ mới đến đây. Dạ, mời hai phu nhân xuống xe. Tốt. Lẹ lên cám. Hello. Em trai hoàng thượng hả? Đúng rồi, là ta. Đúng đây. Nhầu phế đi. Hoàng thượng bảo ta tới đón. Đón ta hả? Đi, đi thôi. Dạ, xin mời. Ê, từ từ. Đợi chị một chút. Là sao vậy? Không biết à. Có chuyện gì vậy? Đây, xe của chú này thân thiện với môi trường. Mở ra để tao lên. Thế nha, đi xe này cái nha. Cái này không chạy bằng xăng mà chạy bằng cơm đấy. Thế là thế nào? Đi nhanh lên, bọn ta đợi ở nhà đi. Bye bye nha. Đợi tao với. Kinh chết đi được. Tiếp đón mình kiểu gì đây? Bực mình thật chứ. Ô, anh trai. Lâu quá không gặp. Anh trai nào, khỏe không? Để đem xem. Lớn quá nè. Về là tốt rồi. Hôm nay ta có một món quà đặc biệt dành cho em. Đồ đâu? Cầm quà mang lên đi. Dạ đây ạ. Đẹp thế. Này. Chuyện này là sao vậy anh trai? Tre già thì măng mọc. Ngày hôm nay anh sẽ truyền ngôi lại cho em. Ô, anh trai,
Nhưng mà em mới về nước mà, em có biết gì đâu. Truyền ngươi. Rồi, thế là mất à? Không, không nhận. Không được, phản đối. Để đẹp con tàu. Người có tâm như em chắc chắn sẽ có tâm. Ý ta đã quyết. Bái triều. Sao mãi chưa đến nha? Búp bê. Búp bê. Em yêu. Anh mới về, giữ em chết đi được ấy. Lần này anh phải ở nhà với em đấy, đừng đi nữa nha. Đúng là nhiều chuyện thật không tưởng. Mà càng nói con lại càng tức. Mẹ con mình đi hy sinh bao nhiêu mà không được lên ngôi, để cho cái thằng ớt ơ nào ở đâu về. Riêng cái khoản đấy á, mẹ là mẹ không thích rồi. Chân ướt chân ráo rồi làm hoàng thương, vớ va vớ vẩn. Thế thì bánh chưng năm nay của mẹ con mình chỉ toàn nhân gạch, nhân sỏi, nhân đá cuội thôi. Mẹ yên tâm, bánh chưng năm nay không nhân gạch. Không nhân gạch thì nhân cái gì? Con sẽ xóa ngôi anh hoàng. Ui, không được, vậy thì ác quá, vớ va vớ vẩn. Nó trẻ mẹ. Mẹ cứ nghe con, muốn làm giàu thì phải có gan. Đi đâu mà lâu về thế nhờ? Ô, Honey, nàng sao vậy? Hả? Ta xin lỗi, ta không còn xứng với chàng nữa. Ơ, sao nàng lại nói vậy? Ta có làm gì sai đâu chứ? Trong lúc chàng đi, Hoàng thượng đã... Hả? Anh trai của ta? Làm cái gì thế này? Hả? Hóa ra, trước giờ anh toàn giả nhân giả nghĩa với tôi thôi à? Anh được lắm. Anh Hoàng, ôi giời, anh đúng là đồ tôi mà. Hả? Em trai, em nói cái gì vậy? Tôi đã sống tình nghĩa với anh, nhưng còn anh đã sống sai với tôi rồi đây. Anh đã sống sai với chú cái gì cơ chứ? Anh xuống địa ngục rồi sẽ biết. Hả? Ôi trời, kinh vãi. Quỳnh biệt anh. Anh với chả em thua nhau mỗi cái. Thôi về. Vương miện này giờ là của ta. Chứ còn sao nữa. Cấm cấm. Không drama đi. Đâu mẹ? Ồ, đã nhìn thấy chưa? Giờ thì mộng thị cám ta sẽ thay đổi vương quốc này. Thầy thử thế đã. Mẹ thì biết cái gì? Đi ra. Phần của cô đây. Cám, được rồi. Cảm ơn hai mẹ con nhiều. Đây nữa này. Đủ rồi cám à. Đủ cái gì? Ta phải khử nốt tên em trai để tránh đêm dài lắm mộng. Vậy đó. Không được đâu cả. Mẹ đừng có xen vào. Đi thôi. Không thể để nó như thế được. Thả ta ra. Đi xuống. Thả ra. Trần Tư. Để bà để xử lý. Con mẹ ghẻ kia. Thả ta ra. Thằng Hoàng nhà mày hết thời rồi. Bây giờ là thời của tao, đế chế của tao. Mộng thì gì ghẻ, nghe chưa? Bạn có làm liều, biết chưa? Nghe tao thì sống, mà giống tao thì chết, biết chưa? Chỉ có bên cạnh mẹ con tao thì chúng mày mới được ăn sung mặc sướng, giàu sang phú quý, biết chưa hả? Còn lâu, chúng tôi mới theo bà, nghe chưa? Chờ thì chết. Úi giời, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổi lệ. Người đâu? Đánh bọn nó cho tao. Đánh mạnh tay lên. Chết này. Cho mày. Thả. Cho mày chút. Lũ khốn này, tao không tha cho các ngươi đâu. Ê, nào, bình tĩnh. Giờ lên đây thì có khác nào lao đầu vào chỗ chết à? Đánh mạnh lên cho ta. Chết đi. Thế em với chị đứng đây
để xem tụi nó đánh chết để của em à. Bình tĩnh, ta có cách rồi. Đi, nhanh lên. Hoàng thượng chết rồi, mà là do chính thằng em trai nó bóp bùm. Mà mọi chuyện là do mẹ con tao làm đấy. Ta diễn xuất tốt. Đánh mạnh lên. Đánh, đánh. Khẽ thôi. Cẩn thận nhé, nguy hiểm lắm đấy. Nguy hiểm như thế này em không thể để chị đi cùng được. Việc này chỉ có một mình em lo thôi. Chị nằm tạm đây nhé. Trò mèo của các ngươi á. Anh Hoàng, chú diễn cũng hay đấy nha. Anh có sao không? Mà anh kiếm đâu ra quả súng nước này? Bắn như thật ý. Anh à, nhập khẩu bên tận Dubai đây. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Thì sao thì sao? Em bắn một phát là nổ sợ cả lũ nha. Địa bàn này là của Mộng Cám, nghe chưa? Thế nên là anh chị khôn hồn thì nghe theo em, không là chỉ có chết. Không nhìn đằng sau đi, mạng trong tay mẹ chứ ở đâu. Mẹ. Mẹ, làm gì đây? Bỏ mày xuống. Thương quá Cám à. Mẹ đã bảo thế rồi mà mày vẫn cố. Súng không có mắt mẹ ơi. Các người mau đưa Cám và búp bê đi cải tạo cho ta. Vâng. Đi, đi, đi. Mẹ chỉ muốn tốt cho mày thôi con ạ. Tốt con gì? Hư quá. Em, ta đã nói mà, người có tâm chắc chắn sẽ có tâm. Ok anh trai. Đi thôi. Chắc chắn mẹ sẽ rất là thích cho mà xem. Con mò mặt về làm cái gì nữa hả? Đây không có đứa con xấu xí như mày. Nhìn cho kỹ vào.
Mẹ đây xinh xắn rạng người, ai như cái loại mặt thì đầy sẹo, nhìn thôi mà đã thấy phát khiếp rồi. Ta không có đứa con như ngươi. Mặt con thì có gì là sai chứ? Con có quà tặng mẹ nè. Đây không cần. Ở cái xã hội này không có đúng và sai, chỉ có xinh và xấu thôi, nghe rõ chưa?